quần đi vô là chị đem bắn cao. Vậy bả cao cái bả bận nó vậy. Thì bị tăng cao nó hơi hổng nè. Ừ, cái bận nó qua mấy cá rồi. Ai mà lùn hơn chị là mặt nó xỉ dài xuống. Bận qua mấy cá rồi. Chị cao, lùn quá. Đây là miền Tây, không phải U Mì mà. Hello Miss Siêu nha. Cái đây cũng ngon à, tối nay lau vòng tay đi em Thư, chơi Asumi make cho nó lịch sự. Phối vòng tay cho nó đẹp. Ubi là cái giải vậy, giải nó co giãn nó con. Còn cái đây không ubi là nó không co giãn, phải không chị không? Đây đúng không? Chia sẻ bài giùm em Thương nha mấy chị yêu. À, là áo khóc em bé nữa trẻ khóc bé mai em yêu. Cảm ơn em Thanh Thúy nha. Đẹp không? Ngày xưa em đi làm công sở em cũng đẹp rực rỡ đó đó chứ. Bây giờ em hy sinh vì nghề nghiệp là bây giờ em hết rực rỡ. Hôm nay em hy sinh vì nghề nghiệp em hết rực rỡ mấy chị ơi. Ngày xưa em đi làm công sở em cũng rực rỡ lắm. Sao nhiêu đây? Em con sao nhiêu vậy? Chia sẻ bài giúp cho em nha mấy chị yêu dấu. Nhiêu vậy trời đó. Quần đây. Sai đó bà. Coi cho em cái ấy. Tôi đừng bằng thử mà tôi nghiên cứu thử cái sai đâu. Chia sẻ bài giùm em với ạ. Nó có nhiều, nó có à, mai chị chưa biết được nha. Do đội quần nó có nhiều mã thôi. Do thường thường chủ nhật là còn em nghĩ nếu mà mai em lo cho hai bé kịp thì em sẽ like cho mấy chị yêu nha. Nhiều mẫu. Dưới hàng thì có rồi nhưng mà thường thường chủ nhật là em nghĩ em lo hai đứa nhỏ. Chiêu Phạm đơn đồ em già tê em kiếm của có rồi chị Biểu nó ship em rồi mà nó chưa liên hệ ship em hả Dương Phạm chị kiểm có rồi chị Biểu nó liên hệ với em ship rồi mà để mai chị hỏi lại nó thử nha em chia sẻ bài giùm cho em Thương với mấy chị yêu dấu bây giờ yêu dấu không có sai mẹ yêu dấu có sai không có chứ có cái cá thai trong cái mặt mà giật ra mà giật đâu đó tại thường thường cái mặt nó có giật ra nữa thì phía xe nó cũng đúng nè nếu mà ta đẹp có đó cái nó quẹo lên đó. Ở đây nó vùi cho con. Quẹo của bà. Con sao? Đó, khẩu xuống đây. Có cái thừa cháy không mày má hai. Cái đòn của cái thừa. Chia sẻ bài giùm cho em với nha mấy chị yêu. Quần chị mặc 75.000 nha em gái. Quần chị mặc 75.000 nha em yêu. Cái này chiếc sao lừa á. Con có ổng không? Chỗ này nó vô chi. Ổng vô mày. Ừ. Không. Rau bây giờ em lên đồ cho mấy chị luôn nha. Em tưởng tối nay có lên lo cho mấy chị chứ ai ngờ lên về cũng không kịp mấy chị ơi. Nhà em có lên dài tay lên ngắn tay vậy em mới về hai lô lên cực kỳ đẹp. Có cần tôi làm mẫu không? À. Mắt mị đẹp dài mà không sao mẫu cái bà. Nhưng mà chặt nhưng quá. Mà chặt quá dài nó không có giãn là không được. Chặt hai bên đó rồi. Chị à, nhìn thấy cái này cái này đâu chị quần ống rộng hả chị ơi đúng rồi mày đổ nha áo sơ mi em mặc bao nhiêu vậy áo sơ mi em mặc là áo sơ mi của em nó chịu rồi để em tìm cái đống sơ mi ở trong đồ bán em tìm ra là áo sơ mi của em mặc á áo này sơ mi của em á có quần riêng lưng cao đầy đủ nha nói chung là có đầy đủ vào bây giờ bắt đầu em lên mẫu cho mấy chị yêu. Áo chị mặc gà, áo chị mặc à, hello chị heo vàng bắt vỏ. Sao? Bây giờ biết nguồn mấy đâu tìm nguồn tập này. Ờ, nó đủ phụng sai mà. Rồi, chị xếp lên sai á. Thế cái sai cho mình nó ở đâu? Thương, đồ mai em với chị phụng vô lấy nha. Cái chị Thương. Hình như đồ em đơn em xếp rồi. Sao nhà hoa nha. Hay là vô lấy ta, quên nó khác. Nhớ có cái nhỏ nha em biết cái cục mà leo một con rồi bây giờ bắt đầu em lên mẫu nha quần tây mã quần em đang mang hiện tại em đang 55kg em đang mang size XL cho mấy chị yêu em 55kg hiện em đang mang size XL rồi mã là chị định thích là chốt em mã ống suông nha mã là chốt cho em là mã ống suông áo khoác bé là chưa nha mấy chị yêu ơi con bé nếu mai rảnh thì em like thường thường chủ nhật em y như một con bé vậy đó em lo cho hai đứa nhỏ thường thường chủ nhật là em nghỉ nếu rảnh thì em sẽ like cho mấy chị nha còn không thì hẹn mấy chị thứ hai là chắc em nhất còn khóc riêng nha chị Nguyên Bích ơi em còn khóc riêng nha rồi mã quần đầu tiên mà em Thương like đó là mã ống suông mà Thương đang mang nha hiện tại Thương 55kg mèo em có như là 74, 76 lúc mà ăn
Còn đơn này nó 76, em nhỏ xuống nó 74. Thương đang mặc size XL nha. Bộ 35k đó chị. Chị không nhớ nữa chứ, để chị coi thử. Rồi quần tây hiện giờ là em đã xếp theo size rồi, nên từ từ em lên theo cục theo size nha mấy chị. Bây giờ là em đang lên cái size mà form như em không mang nè, form 55kg em xếp theo size hết rồi. Mấy chị chốt theo mã, đúng mã giùm em Thương nghe để dễ bóc nha. 75.000 một quần. Cái này khác. Size này là size XL, em Thương xếp theo size nào. Màu quần đen đủ size, ok chị nghe vỏ là chị lấy ống suông hay lấy lộn xộn chị nghe ơ. Chị lấy ống suông hay lộn xộn. Đem suông 10 quần hả chị? Hay là chị lấy quần tay lộn xộn? Cái quần gì đó chạy dụng quần nó lấy em ơi. Giờ chị xíu nha. Sai gì vậy? Mười quần cho chị nghe vỏ, chị lấy quần gì nói em nghe. Quần suông không còn đủ 10 quần hay sao á? Có size S, có size S nha, Thương sẽ lên từng cục nha mấy chị. Hiện bây giờ là Thương lên mã cho cái size XL nha. Tại do Thương đã xếp theo size rồi á, Thương tắt mẫu ra rồi, Thương xếp theo size nó còn lỉ lỉ. Còn Thương tương lai còn lỉ lỉ nhưng bây giờ Thương đã xếp tắt mẫu theo size rồi. Bây giờ Thương lên theo từng cục. Bây giờ bắt đầu cục size XL nha. Cục size XL là mấy chị từ 50 tới 55kg ha. Đó. Rồi mã này là chốt cho em mã số 1 size XL nha. Mã 1 ba đẹp cho mấy chị luôn nha. Khóa bên đây là khóa sườn nha. Mã 1 khóa sườn. Mã 1 khóa sườn. Size XL chốt cho em mã 1 bo 55kg cao 1m54 mặc size gì? Em có bọng không em ơi? Đừng cho mẹ cái bút lông ở trong cái bì cô liễu bỏ trong cái vỏ xanh thì cái nào đó con bị đánh mẻ đó con. Sao là sẽ ít đây rồi. Lấy ra một quần ô mì 55kg quà quần bẻ quần chiếc có những liên quan rồi đó. Ok chị Nguyễn Thủy nha. Nãy giờ em chưa đậm đẹp tin nha chị Thủy. Để bây giờ em ái nha. Mười quần đen xuông. Quần đen xuông còn bao nhiêu quần em bắt với chị bấy nhiêu nha. Hình như nó không còn đủ 10 quần thì sao á. Rồi mã là chốt em là mã số 1 có cái khuy gài nha. Mã 1 chốt em mã 1 size XL lấy ống suông size S cho em nha chị. Đi coi nữa còn không nha. Áo khoác bé đã có nhưng mà Thương chưa la được nha mấy chị yêu. Chốt cho em mã 1 size XL. Quần nào cũng được, giết nào cũng được con. Cầm ra cho miệng. Rồi lọt vô một con quần đuổi ống suông nha. Một con quần đuổi ống suông 59.000. Một con quần đuổi ống suông 59.000. Form này free size luôn. Phía sau nó có lưng thun nữa, mặc cực kỳ sướng. Đó. Quần đuổi ống suông 59.000. Chốt cho em mẹ đuổi 59. Có bọng hả? Mặc xa cửa chị Thương được không ta? Có bọng thì lái nước hơn hả? Chạy em bình lệnh rồi đó. Chị gửi thì chỉ cho em. Chạy em bình lệnh rồi đó. Lâu để 8 mặc size gì? Eo 78 hả? 2X. Quần tay chị mặc có size. Bình tĩnh chị lên theo cần size nha mấy chị. Giờ em lên, đang lên cái cột size XL nè. Rồi mã là chốt em mã số 2. Bao đẹp cho mấy chị yêu luôn mấy chị quơ. Đẹp lắm, quần lên form rất là đẹp luôn nha. Size XL là form của em Thương đang mang này. Eo tầm 76 đổ lại nha. 72 tới 76. Rồi mã là chốt em mã số 2. Mã 2 size XL chốt em mã 2 nha. Mã 2 size XL từ từ chị lên có không mà chị bóc nha Thương. Giờ em đang lên cột XL nè. Mấy chị ai mà size XL thì chốt qua cột ơi. Có mười mấy quần rồi em qua từng cột từng size. Từng cột từng size. Rồi em còn quần này mèo bò. Đó phía sau đó là bảng khung. Phía sau đó là bảng khung nha. Chốt cho em mã bò. Quần này thì số 10 số 5kg mang vô tư cho em Thương nha. Rồi chốt em mã quần bò. Chốt cho em mã quần bò. Rồi quần ống suông nè. Ống suông này để cho chị nghe nè. Nghe vỏ cửa luôn, mở dữ lắm nhưng mà ai không thấy đứng còn thấy ổng bạc. Rồi mã là chốt em mã số 3. Mã là chốt em mã số 3 bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Mã là chốt em mã số 3. Mã số 3 chốt em mã này là mã số 3. 58kg chốt mã 3 đây nha em. 58kg chốt mã 3. Rồi phong này là phong cho mấy chị 60kg nè, 2X nè. 2X nè, chốt em mã 4. Mã 4 xa 2X nha. Mã 4 xa 2X cho mấy chị 60, số 2kg nè. Chốt em mã 4. Chốt em mã 4 nè, xa 2X cho mấy chị 60, số 5kg. Chốt em mã 4. Mã 4. Rồi mã này mã 5 nè. Size XL, chốt em mã 5. Nó đi theo size rồi nè, em la theo size nha mấy chị. Mã này size L.
L là củ phôn của 55kg đổ lại nha. Chốt cái em mã này là mã 4, có cái khuy nữa nha. Khuy này bao đẹp. Mã này tầm 52kg thôi nha mấy chị. Cho em mang có size, em mang cái size XL được không? Không, em Đức Trương ơi, mã 4 chốt cho Út Lê. Mã này bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Mã này chốt cho em mã số 5 nha. Mã số 5. Mã 5, mã 4 chốt cho chị Út Lê nè. Mã 5 chốt cho em mã 5. Mã 5. Mã 5 size L 52-53kg. Chắc phải là chắc tuyết mưa hả chị Lê ơi? Chắc tuyết mưa nha chị. Chắc lại bao đẹp cho mấy chị luôn. Quần tay nhà em là bán hết quần rồi mấy chị yêu ơi. Rồi mã này size XL, mã này chốt cho em mã số 6 đẹp chưa? Chốt cho em mã 6 size XL, form 55kg đổ lại nha. Thêm 10 quần áo túm đủ size. Ok chị nghe vỏ, 10 quần đủ size cho chị nghe vỏ. Chạy 75 ngàn nhân em, có áo với chị mặc không? Không có. Có áo sơ mi nhưng mà để nó lộn áo sơ mi đâu, em tìm cũng ra. Áo đây áo của em á mấy chị ơi. Em lấy em mặc á. Để chị coi thử còn size không chị mới biết được. Xương xương ơi, để chị coi thử còn size không nhân em. Dạ, đúng rồi chị Nga ơi, hôm nay quần em về toàn đen nha. Bạn em chốt với chị Võ Thị Thanh Vo. Võ Thị Thanh Vo, chị lên sớm hỏi cho em đi chị yêu ơi. Mã này chốt cho em mã số 6. Mã này chốt cho em mã 6. Được rồi, em về toàn quần màu đen nha. Võ Thị Thanh Vo, lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho em thương nha. Gì đây nè? Số điện thoại quần chị bỏ qua em, chị chốt cho người ta. Có bị không? Võ Thị Thanh Vo lên cho em số điện thoại nha. Võ Thị Thanh Vo nè. À chưa có xa lừa hả chị? Ờ chưa, chờ chị xíu. Quần mê chắc của bển. Rồi mẹ là mẹ số 7. Quần mê của bển. Cáo dục thay chỗ. Mẹ số 7 là size S. Mẹ 7 size S nè mấy chị yêu ơi. Mẹ 7 size S nha. Chốt cho em là mẹ 7 size S. Size S cho mấy chị dưới 50 nha. Mẹ số 7 là size S. Chốt cho mấy chị. Có ông túm này nè. Thì mặc 10 size. Em tắm 2 lần. Ờ để em coi thử có size không nha. Có áo khóc cho bé rồi nhưng mà thương chưa rảnh để like nha mấy chị yêu ơi. Chốt cho em mã này mã số 7 size S nha. 50kg đô lại. Mã 7 size S 50kg đô lại. Mã 8 size XL. Hello bà Quỳnh Hoa. Mã 8 size XL. Mã 8 size XL nha. Mã 8 size XL. Chốt cho em mã 8 size XL. Bao đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Mã 8 size XL. Chốt cho em mã 8 size XL. Rồi mã 9 size XL. Mã 9 size XL bao đẹp luôn nha. Chốt cho em mã 9. Áo khoác bé nếu mà ngày mai có gì, nếu mà mai Thương rảnh Thương la được Thương sẽ xong thông báo nha mấy chị. Do thường thường chủ nhật là em hay nghỉ, em lo cho hai đứa nhỏ á. Nếu mà ngày mai em lo cho tụi nó xong, nó ăn nó ngủ rồi rảnh thì em lên like với mấy chị nha. Còn nếu không thứ hai là chắc chắc nhất. Nói chung các ngày làm việc trong tuần là Thương siêu rảnh lắm. Ngày nào Thương cũng like, không giờ quen thuộc của Thương là 12 giờ và 8 giờ đêm nha. Rồi mã này chốt cho em là mã số 9. Mã số 9 size XL. Mã 9 size XL. Và mấy chị không mặc size XL hả? Mã 10. Mã số 10. Mã này là mã số 10 nha mấy chị yêu. Mã 10. Mã 10 bao đẹp luôn. Mã 10 size XL. Mã 11 size XL. Mã 11 này đẹp lắm trơn. Mã 7 nhìn mặc mình mặc được không thương? 41 bến size S chị mặc được nha chị Ngọc ơi. Size S hoặc size M là chị Ngọc mặc được nha. Rồi quần này chốt cho em quần đơn giản khóa sườn bên hông nha. Quần này chốt cho em là mã 11. Mã 11 size XL. 11 size XL. 11 size XL. Cái quần này nó không lấy không con? Không lấy, lấy cái em á. Một cái là một cái là biết. Dạ. Cái đây. Quần tay. Tính ra cái quần kia không tìm ra size mà biết không lấy. Chặt quá, nhiều quá. Cao lên đây, anh lên đã tính tiền rồi. Nhiều quá, áo lên nó xinh quá. Bỏ lại cũng được bè. Bỏ lại cũng sắc cho nó gì. Quần 75 ngàn nha em.
75 ngàn một quần nha mấy chị yêu. 75 ngàn một quần. Rồi quần này size M, M 52 cái đó lại nha mấy chị yêu. M là 52 cái đó lại nha, đẹp chưa? Quần này size M, chốt cho em là mã M luôn nha. Mã M 52 cái đó lại, chốt em là mã M. Mã M. Dạ. Bộ đó xéo lên nghe cô. Mềm bóc chứ. Xếp vậy chứ. Giả lụa mặt sướng hết. Má bể hả chị Ngẹp? Chị Ngẹp lấy má bể không? Rồi ok. Chị Mềm dậy chút cà rốt, má bể đi. Má bể, áo chị mặc là áo của chị, bán này chị không bán. Áo nào ngày xưa em mặc cái mấy chị yêu. Rồi cái này chốt cho em. Size là size S cho mấy chị, đẹp quá. Chốt cho em mã số 12. Mã 12 size S. Mà bể phải không? Ừ. Vì cái tử gì mà nhiệt dữ vậy bà. Mã 12 size S. Mã 12 size S cho mấy chị yêu. Đứng sau ấy. Đó, mã 12 size S. Bao đẹp luôn. Mã 12 size S. Mã 12 size S. Có quần U 11 viền nữa không? Có chị, em về quần U 11 viền nhiều lắm. Em mới về quần U 11 viền và quần U 11 bét ghi. Mã M cho chị Nguyễn Thủy. Mã M. Khóc tiên là khóc không muốn. Mã M. Em coi dùm chị cái mã mà không có cái mạc đây. Em ngồi bỏ dùm chị Nguyễn Thủy giúp chị. Không có mạc không? Mã này là size S nha mấy chị. Mã này size S, phía sau nó có lưng thun nha. Phía sau đó là lưng thun. Đó, mã này là size S nha. Chốt cho em mã này là mã số 13. Chốt cho em mã này là mã số 13 size S. Mã 13 size S. Rồi mã 14 size S, bao đẹp luôn mấy chị yêu dấu. Đẹp chưa? Mã 14 size S cho em thương nha. Chốt cho em là mã 14 size S, khó xương nha mấy chị. Mã 14 size S. Mã 14 size S. Mã 15 size S. Mã 12 chốt em đất trương. Mã 12 chốt em đất trương. Mã 15 size S. 12 chị đi xuống một em đó. 12 nữa. Ấy chị đi xuống. Mã 15 size S, đẹp quá. Đẹp thiệt mấy chị, cái này là cái nút ngài nha. Do anh chưa full nút á. Mã 15 size S đúng không? Mã 15 size S, chốt cho em mã 15 size S. Mã 15 size S. Rồi mã 16. Mã số 16 size M. Mã 16 này đẹp lắm chị ơi. Mã 16 size M. Chắc là em bao chắc cho mấy chị nha. Mã 16 size M, chốt cho em là mã 16 size M. Mã 16 size M. Mã 16 size M, như vậy anh. Hả? Phục sạc. Mã 17. Mã 17 size M quá đẹp nè. Mã 17 size M đẹp lép. Đẹp gì thế? Đẹp không? Mã 17 size M. Trời ơi mấy chị đâu, mấy chị của em đâu. Mã 17 size M. Mã 18 size XL. Mã 18 size XL. Đây, mã 18 size XL. Quá đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Đó, mã 18 size XL. Đổi 10 lên được không chị? 17 size M cho em Xuân Phương. Cái gì đổi 10 lên? Mã 12 nó đổi sang mã 10 lên. Ủa con biết lẽ Đức Phương á. Chốt cho chị cho nó mã số 10 lên cho Đức Phương. 17 cho em Xuân Phương. 17 cho em Xuân Phương. Mã 18 XL. Đây chị Kim Quy ơi. E78 chị chốt cho em cái mã em đang cầm nha. Mã 18 nha chị yêu, mã 18. Mã 18. Lấy một chị mã, mã 17. Mã 19 size M. Mã 19 size M. Mã 17 nhớ chị đi cho mình đăng lên ha. Đây. Đó, mã 19 size M nha mấy chị. Mã 19 size M. Trời ơi, mấy cái này đẹp lắm. Mã 19 size M. Quần đẹp lắm, chốt đi mấy chị ơi. Cảm ơn chị Bằng Nghĩa. Mã 19. Hãy vô ba bên rồi.
Quần nhà em thương là bán liên tục mà. Quần em bán mấy lô biết bao nhiêu lô rồi. Mã 20 size M. Mã 20 size M. Có 2X nữa không? À, 2X hả? Hình như hết 2X rồi à. Bây giờ em còn size M không nè. Mấy chị có mua quần không nè. Em lên size M cho. Mã 19 cho em Diễm Quỳnh. À quên đi. Lấy cái Diễm Quỳnh mã 19. Cái gì 19 em yêu? Mã 20. Nói chung là bây giờ em còn size M không nè. 20 M hồi nãy giờ em lao qua XL đó. Mã 21. Mã 21 size M 75.000 nha em. Mã 21 size M. Chốt cho em là mã 21 size M. Thế nào? M em còn nhiều nè. Mã 22 ba đẹp chưa? Chốt cho em mã 22 size M. Hết L đâu em. 22 size M. Để chị để cho chị Ái nữa nha. Chị quên xe đó. Mã 21 chốt cho em Bùi Thế Nhiên. Để chút có chị lựa cho nó. Bùi Thế Nhiên mã 21. Bùi Thế Nhiên lên cho chị sớm thọ nha. Size M tầm 52-53 kg đó lại nha mấy chị yêu. Size M tầm 50-53 kg là được nha. Thương 55 kg là size M tầm 50-52-53 kg là được. Giờ là lớn không bỏ. Dạ là lớn. Bùi Thế Nhiên lên cho chị sớm thọ nha em. Rồi xanh đen size M. Chốt cho em mã xanh đen. Mè này mè xanh đen nha. Xanh đen size M. Xanh đen size M. Chốt cho em mã xanh đen size M. Xanh đen size M. Mã 18 chốt cho em kim quy. Quần chị mặc còn nha em út. Mã 18 chốt cho em kim quy. Mã này đẹp quá. Size M nè. Mã này chốt cho em mã số 22. Mã 22 size M. Tầm 52 cái đuôi lại. Mã 22 size M. 45 cái mặt size S nha em. Để có mã 22 rồi. Có L nè. Em đã qua mã size L rồi chị. Nói chung là size L em còn nhiều lắm. Nhiều khuy đẹp lắm mấy chị. Nếu không thật sự tin tưởng em Thương muốn lấy quần size gì em Thương bóc cho nghe. Nó đủ khuy như vậy nè. Nó y vậy á. Đây nè. Đó mã 23. Mã 23 chốt cho em là mã 23 size M. Có L em qua còn L rồi. Mã 24 size M. Mã 24 size M. Nói chung quần đẹp mà. Mấy chị thích size nào nói em Thương bóc cho một cái hai cái gì gì mà. Đó mã 24. Mã 24. Mã 24. Mã 25. Mã 25 size M. Chốt cho em là mã 25. Mã 25. Chốt em là mã 25. Mã 25. Mã 25 size M. Mã 26. Mã 26. Tìm theo mẫu mà. Mã 26. Mặt phôn cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 26. Nhưng ta vậy. Hả? Của mình cũng mới lên. Em chụp cái gì mã 27. À cha chị, cha em Thủy Tiên. Mã 27. Mã 27 size M. Chị mặc đẹp nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Mã 27. Mã 28. Mã 28. Còn sơ mi nào không? Còn mà giờ đẹp ở đâu chị không biết nè. Mã 28. Đẹp chưa? Mã 28 cho em nha. Chốt em mã 28. Mã 29. Không em chở Bình Định. Hả? Mày tưởng tượng vậy chứ. Rồi quần kem size M. Quần kem size M tầm 50kg đổ lại thôi nha mấy chị yêu. Quần kem size M tầm 50kg đổ lại thôi nha. Chạy lấy quần ống suông size M nha. Ống suông size M hết mất rồi.
Bạn ơi, có còn size L em lấy không? Chị đang mặc size XL này. Chị đang mặc size XL nha. Mã 27 chốt cho Bích Nhi. Đừng chạy với em. Chưa, xin chưa. Chị đang mặc XL này Tịnh ơi. Quần su còn size L. Rầu hết quần tây rồi chị. Quần tây em còn mấy mẫu đó. Nói chung quần tây nhà em là bao chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Mấy chị chốt cái quần tây, mấy chị thích chốt quần size bao nhiêu cứ nói em bóc cho mấy chị nha. Còn cái mẫu hay mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. XL, XL tầm 55kg như chị nè em. Chị mang XL nè. Không quần chị bạn tùy theo cái form nha. Cái form này là thương cao, thương mạch người em. Chắc mấy chị mà nùng là mạch dài. Còn thương mạch đó, nó tới cái cán này thôi nha. Rau, quần u mì nè em là cũng rất là nhiều mẫu. Mấy chị yêu nào mà thích quần u mì size bao nhiêu cứ nói em. Mình bóc đại cho mấy chị ơn, nó đẹp lắm. Coi là mã 26 hả em? Ok. Mã 26 nè. Mã 26 này nha. Đó. Mã này là mã 26. Bận đi chứ hỏi con làm gì. Em 52kg thì tầm em 10. 52kg mà có bụng luôn chứ. Chạy 55kg mà mặc XL luôn. Dịch tìm quần kim có mà nó đại. Size S còn nha em Cẩm Dương. Chị vẫn còn size S. Em còn size S, ML gì em cũng còn hết á. SML, XL gì em cũng còn hết á. Nhưng mà nó nhiều mẫu lắm. Mấy chị thích mẫu, mấy chị thích lấy thì em sẽ bóc cho nha. Mẫu nào cũng đẹp. Lấy mã 26 ok em yêu. Mẫu nào cũng đẹp hết đó mấy chị yêu. Mẫu nào nó cũng đẹp hết á. Hết nó nằm ở đó người ta chốt á. Nó nhờ bấm cái á. Cái đai á, cái mạc của nó nghiêm á. Rồi quần u bì nè mấy chị yêu ơi, u bì nó cũng 75.000 một quần nha. Nhà em có nhiều đai lắm. Mấy chị yêu cứ thích u bì mã nào thì em bóc cho mấy chị nha. U bì nó cũng phong giống y như phong quần tây vậy đó. Phong quần Bentley y như quần tây vậy đó. Chắc u bì nó đẹp lắm. Dạ, cái phong quần u bì là quần y như quần chiến tắc vậy. Nó lỡ vừa tao mấy cá này. Cho con Bentley rồi nó dạy cho nó dài. Để nó màu nè. Chi nó không có lấy gì vậy. Không có chế. Đầm bé. Quài lấy em L đi. Ok em tỉnh nha. Có một quần xu xa L gì má bỏ xuống. Con chốt con lấy cái gì. Má ơi. Hòa Thanh dỡ gầu quyền nha em. Lấy em size S nha. Cẩm Dương ơi em lấy size S. Em lên số họ dùm chị Hương đi đây, nha. L. Bỏ vô lên. Em thích chị quá hả? Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Chị có cơn kém ạ. Chị dễ thương, chị cảm ơn em. Chị không có cơn đấy. Chị có cơn kém. Đây nha mấy chị yêu. Đó, quần u mì, nói chung là quần u mì nhà em rất là nhiều bản. Mấy chị mà đầy đủ size luôn, size cho mấy chị 65-70kg vẫn có. Mấy chị thích chốt quần u mì rồi cứ báo em là mã u mì bao nhiêu ký em thương lấy nha. Nó nhiều size, nhiều khuy lép, 75.000 một quần luôn nha. 75.000 một quần luôn. Nhiều xa nhiều khuy đấy. Bao tháng không? Dạ. Đây còn bao tháng không? Bên đó chỗ cô ngầu á. Mấy bộ còn mấy bộ chỗ cô ngầu á. Vậy đổi cái quần hồi chiều xa L được không? Nhiều em chốt L sợ chặt quá. Ừ. Em chốt L mà chặt đây chứ còn gì nữa. Để giờ coi còn xa XL gì đẩu ra nha. Ok Cẩm Dương em đã xa S đúng không? Ok em Cẩm Dương này, em lấy mấy quần em, một quần hay hai quần. Rồi quần u mì nha mấy chị yêu. Nói chung là chắc u mì là bao viền, chắc u mì là chắc co giãn cực kỳ đã nha. Form nó y chang form quần tây, form Bentley nha mấy chị yêu. Đó. Form nó y vậy đó. Đầy đủ mẫu luôn. Mấy chị yêu thích u mì cứ chốt u mì rồi em Dương bóc cho. U mì size bao nhiêu ký á. Form nó y như cái quần tây. Chắc nó coi giả lụa chứ. Đây, bao đẹp nha. Rồi, ai thích chốt quần u mì thì chốt quần u mì. Đó, kèm theo size, thêm bóc size cho mấy chị nha. Nhiều size lắm, nhiều mẫu, nhiều size. Đầy đủ, không thiếu thứ gì. Rồi, em qua mẫu nha. Tối nay em có áo len. Áo len chở gì em kịp mấy chị ơi. Tối nay em dự định là lên áo len cho mấy chị. Mà hàng về không kịp. Hàng về không kịp.
Rồi em qua mẫu cho mấy chị nè. Qua mẫu. Em còn mấy bộ lụa kiểu em xả cho mấy chị luôn nha. Lụa kiểu. Lụa kiểu sắc mắt là em xả cho mấy chị 59 ngàn một bộ nha. Áo em bận đó còn không, 56kg vừa không. Áo em mặc hết rồi chị ơi. Áo em mặc là áo của em mấy chị. Để dần tìm cái đống sơ mi ai muốn ra. Cái đống sơ mi của em nó là ở chỗ nào đó. Cái này cũng xinh nhiều hơn. Dài. Em còn hai cái quần size M 52 cái đó là anh sẽ 27.000 đi. Ba đẹp. Ba cái. Còn size M hết. Có cái gì đâu. Mua là tôi dễ gì tha. Nó có một cái nào. Còn một cái size L. Một cái size L 55 cái đó lại và hai cái size M quần này có cái chị ba đẻ luôn. Đây còn mua shop thì không có chị yêu không? Rồi chốt cho em mã cái M27K. Tấn M27K hoặc là tấn L27K. Đó, tùy ý mấy chị chốt nha. Tấn, chốt cho em mã tấn. Trang diện chốt cho chị có quần su XL nghi. Con này lên lũa là chị không quen hết ạ. Ờ, đi điện đi chị nó khó. Rồi bộ lanh lụa. Bộ lanh lụa là em xả cho mấy chị sắp nắp là 59 ngàn nha. Sắp nắp là 59 ngàn. Dài là 23. Cái đấy cũng đẹp á. Em thì chị giống thân sinh quá. Quay lại nghề á. Quay lại nghề. Xả lừa cho em hả? Lờ ống rộng, à cái quần trắng xa lờ cho em hả? Ok em. Trắng xa lờ cho em Kim Anh. Lấy em một quần ống suông chị đang mặc size XL nha. Lấy thêm hả? Quần đang mặc hết hết với chị ơi, chị nha bỏ lấy hết rồi. Được chưa? Rồi áo khung đỏ 39. Tính từ đi tính cho. Áo khung đỏ 39 ngàn. Khung đỏ 39 nha, giúp em ạ, khung đỏ 39. Cao quần riêng lưng cao đi cô. À, em còn dây nữa. Có quần riêng đùi không chạy, quần đùi chị hết bắt đầu bữa có giờ hết rồi em ơi. Dây. Dây nè. Hai bữa đó đi. Đi bộ để chị tặng nè. Đâu hai bữa đó động động thì chứ em chặt qua miệng nhặt cũng được. Đâu hai bữa đó. Rồi em còn một cái quần này nha, 25 ngàn. Một quần caro 25 ngàn, khung tầm 50kg đó lại. Chốt em mã caro, caro 25. Caro 25. Áo hồng laptop. Áo hồng laptop 25, mặc to quá lên nha. Hồng laptop 25. To quá không lấy à. Chốt em mã hồng laptop 25. Rồi một cái quần riêng 120 ngàn. Form Bedgy, lưng là lưng siêu cao nha mấy chị, chắc là cực kỳ co giãn. Form này 55kg đổ lại là mang được nha. Form này 55kg đổ lại là mang được. Chốt em mã ring 120.000 nha mấy chị, chắc là siêu co giãn. Form này Form Bedgy. Cái gì dùng có lấy không? À, để em chiếc hai quần. Hết mất em ơi. Anh coi hỏi coi bẻ nào áo thua. Thì mới lại nửa tiếng hồ ngáp má. Mất tinh thần nữa đâu. Mất tinh thần không? Bụi chuột chuột dưới chân đi chị ơi. Ừ, chuột không? Lia cái bụi chuột dưới chân chị ơi. Gì đây? Đùi mai. Đùi dài. Đùi dài tên ngắn. Rồi bộ thỏ Miami nha. Chắc đó là lụa nha mấy chị yêu ơi. Đây. Hai cái của em mình. Chắc lụa bao đẹp luôn. Đó. Còn một hai bộ rồi em xả cho mấy chị 69 cho em nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Quân chị đang mặc hết rồi liên kết ơi. Rồi chắc lụa hàng rồi mấy chị ơi. Không bao giờ có cái giá này đâu. Em nói thiệt cho mấy chị luôn. Caro 25 chốt cho chị Hồng Quan. Caro 25 chốt cho chị Hồng Quan. Khoảng tầm 52kg đó lại thôi nha mấy chị ơi. Bình tĩnh ghi rõ số ký em thương chốt nha. Bình tĩnh ghi rõ số ký em thương nói rồi chốt. Đừng có chành lộn chốt. Rồi chần xe cứ gọi điện chốt luôn hỏi lại.
chị bao nhiêu ký đó chị sửa không vừa quá chắc xả ra cho chị. Đừng có dậy nha mấy chị yêu, bình tĩnh bình tĩnh, lên đồ và bếp ra đi chị. Ừ ok em, chị một quần trắng heo hết size cho chị rồi chị ơi, hết size cho chị rồi chị tạ ơn mấy chị. Cứ bình tĩnh nghe em Thương nói mã xem một chút. Lắp góp phòng 25 chốt của con Như Thủy, lắp góp phòng 25 chốt của con Như Thủy. Khoan trước dài hơn, cứ bình tĩnh nghe số ký rồi chốt. Bây giờ mình chưa có mua mình không có chốt, chốt xem ngày mai chốt đơn. Em bật mình nhất là tôi hỏi lại chị bao nhiêu ký đó, có vừa không chị, sợ không vừa quá không xả ra cho chị. Em ớn vậy đấy, ở làm bệnh nhân nhân viên em nó báo vậy em ghét á. Rồi bộ này phun 60 ký đổ lại mang được, mấy chị cứ bình tĩnh nghe nó xuống ký. 60 ký đổ lại là mang được nha. Đó, ai mà mập đùn thì 60 ký là quá, ai mà mập đùn thì 55 ký, còn ai mà cao như Thương cao mất 60 ký. Rồi chốt cho em bộ thỏ 69 ngàn, chốt cho em bộ thỏ 69 ngàn. Không im ra để đi tính cái này đã. Em để chi nữa tem cho 49 chị, 49 xếp 49 tem 11 của chị. Có bộ đùi, có bộ đùi cho em, có bộ đùi nha. Sao có nhiều tiền không được không? Đó, sao có được nhiều tiền vậy? Mốt cái tầm tư. Sao có được nhiều tiền? Để cái gì đó 49 không ai? Dạ 49 nhân viên mốt mà xé trên cảnh á. Đâu có lý đâu, cảnh luôn. À cho con gái em mấy chị. Ừ ok em. Mơ đó gì đó? Mơ đó là gì ta? Mơ đó là mơ. Rồi em có một cái dâm cái dâm riêu dễ thương lắm, nhưng mà form này à, cái dâm riêu bay dễ thương luôn. Đây nha, dâm riêu bay dễ thương, có dây niệt kèm theo luôn nha mấy chị. Form tầm 52 ký đó lại nha. Cái dâm riêu này form tầm 52 ký đó lại, trả cho mấy chị 59 nha. Chốt cho em mã dâm riêu, dâm riêu 59. Em còn cái quần nữa. Còn một quần nữa. Còn một quần tay nữa. Mạc gì đồ. Xéo bể. Mạc gì đồ chứ không có gì hơn. Rồi bộ hồng. Bộ hồng ba dễ thương luôn, 45 ngàn. Chốt em bộ hồng. Bộ hồng 45. Chốt em bộ hồng 45 ngàn. Chốt em bộ hồng 45. Phôm 55 cái nó lại ai cao 1m6 thì 60. Rồi một con đầm vàng. Là nhiêu hết chị? Chị không biết luôn á. Xem mẻ. Để xếp thêm. Không, em riêng, của nó riêng. Từ thêm mốt ra. Xem mẻ từ thêm mốt ra. Em hỏi mẻ nào vậy Xuân Phương ơi? Hỏi mẻ nào vậy em? Rồi một con đầm vàng body bao đẹp luôn, 45 ngàn. Chắc là em bao chắc cho mấy chị nha. Đầm vàng body 45. Đầm vàng body 45. Rồi một cái dâm vàng. Dâm vàng là dễ thương lắm. Cái dâm cái ống mà như cái ống mà hai người bạn vừa. Dâm là mặt thành thì ở dưới cái vé mà. Mà cái ống mà nó bự lên. Dâm ờ. À có em bé thì mai nhưng mày mốt tương lai nha mày. Là em bảo xếp luôn. Xếp em bé là nên xếp. Bộ hàng 11 mèo này em. Xếp em bé phải không? Ờ, cũng quên chết thôi. Có bạn gì vừa mà đưa. Có mẹ không chưa ra. Nó phôm này tầm 52 cái đó lại nha mấy chị yêu. Cái dâm này đẹp lắm, 65 ngàn, bao đẹp cho mấy chị luôn. 52 cái đó lại mà ai lùng lùng gạch cỡ mất 5 mất 6 thôi. Chứ cao mất 6 như Thương là nó sẽ bị sắc cái đế. Do Thương mặt rầu nên Thương biết. Ai khoảng tầm cao mất rử thôi nha. Cao mất rử hoặc cao cỡ mất rử thôi. Mất 55 rồi vậy đó. Mất 55 rồi vậy. Là mặt vừa cái dâm đó. Nặng tầm 52-53 ký. Nói chung ai thấp đùng là đẹp, mặt đẹp. Rồi cái xếp vàng. Xếp vàng là có khi kể cái áo vô luôn, đi kèm luôn nha. Xếp vàng là có cái áo. Áo này là mặt bên trong để cái nách để nó dạng nách rộng và nó không có bị lòi nè. Đó, vàng bay kiến. Chốt em mã vàng bay kiến. Ba đẹp luôn. Mẹ mình có hay vàng bay kiến. Đếm như mà chậm dữ vậy. Thì nó đang dính 20 tiền, nó đang dính bao nhiêu? Chưa? Đúng giờ má. Đúng chưa? Đúng. Đúng rồi, vào đi. Không thì sai. Lên đường, lên đường.
lên đường đi. Trời ơi. Áp cánh dễ thương lắm nha mấy chị yêu ơi. Rồi cái áp cánh đẹp cực kỳ dễ thương luôn. Áp cánh 39 chốt cho em ạ. Áp cánh 39. Mũ gì ra? Áp cánh 39. Rồi em có một cái quần tay này phong tầm 52 kg đó làm em được sẽ. Bố con thử bài của con rồi. Bố con làm đúng vậy rồi chứ. Để cửa lại. Em cửa lại cho Mỹ đây. Rồi 45.000 nha mấy chị yêu dấu của em ơi. Form 52 kg nó lại mang được nha. 45.000 form 52 kg nó lại mang được. Chốt em bảo quần tay vàng 39 chốt của chị Son bỏ. Chắc là em bao đẹp cho mấy chị nha. Hàng này em không có chắc thường mấy chị yên tâm. Rồi chốt cho em bộ vàng ba đỏ. Quần 45 chốt với on thần. Thử. Quần gì không? Quần cái di động đi. Nãy em thấy có cái điện thoại nào để trên đây. Thì mắt là không muốn vô nữa. Vàng 39 hết mất rồi chị Hồng Thanh Võ ơi. Không phải là hết tiền rồi mà không muốn vô nữa. Rồi con đầm đen này bao dễ thương cho mấy chị luôn. Bạch đi thì em bao sang cho mấy chị luôn. Rất là đẹp. Đầm đen này bao dễ thương luôn. Rồi chốt em mã đầm đen 55.000. Đầm đen 55.000. Chốt em mã đầm đen. Quần tay hết mất rồi chị Diễn Thanh Tưởng ơi. Đầm đen 55. Chốt cho em mã đầm đen 55. Đầm đen 55. Quần tay hết mất rồi chị yêu ơi. Đầm đen 55. Rồi cái này bộ xanh 39.000 này mấy chị yêu ơi. Bộ xanh 39.000. Form này 55 kg lại là mang được. Chắc coi giãn cực kỳ luôn. Mặc bao đã bao sướng. Trong giải này mặc mát cực kỳ. Rồi 39.000, chốt cho em bộ xanh 39 cái quần con không? Bộ xanh 39. Bộ xanh 39.000. Chốt em bộ xanh 39. Bộ xanh 39. Chốt cho em bộ xanh 39. Rồi em còn mấy bộ lụa mặc bao dễ thương luôn. Em còn mấy bộ lụa mặc bao dễ thương. Em còn lụa xanh, lụa hồng. Còn 2 bộ rồi, 3 bộ. Còn lụa xanh, lụa hồng này. Đây nha, lụa xanh, lụa hồng. Giải lụa nha mấy chị yêu ơi, 39.000 luôn. Nói mấy chị không đẹp thương lấy tiền mấy chị luôn á. Mặc dễ thương lắm nha. Đó, mặc bao dễ thương luôn. Còn 2 bộ, còn 3 bộ. Lụa xanh 39 và lụa hồng. Form này nếu mà ai form này là 61 kg đổ lại là mang được nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Vậy em đi mặc cái bộ lụa đi vô đã. Để em ngầu cho mấy chị chốt. Để cái bộ đây đâu có bán đâu mà mặc mẫu ngầu chi. Quần là có túi hết đó nha. Cái cân của mình ừ, cái cân vô la đồ với mẹ ha. Quạt mini. Con nói đây. Quạt mini. Bộ lụa này để mặc mẫu bộ lụa lên cho mấy chị. Bộ lụa ba dễ thương luôn. 39.000 mấy chị thấy bộ lụa mặc dễ thương chưa? Rồi. Ai chốt là chốt bộ xanh 39 cho on hình. Áo khoác riêng bé, hàng ngày bé, ngày mai em mới like nha mấy chị. Em hẹn với chị ngày mốt đây, cho thường thường chủ nhật là em nghỉ. Chủ nhật là bạn biểu hai đứa nhỏ. Bộ xanh là chốt cho chị On Thần nè. Bộ xanh em hết, em còn bộ hồng. Mặt dính cực kỳ, chắc là lụa nữa nha mấy chị yêu ơi. Chắc là lụa. Em đi ra đường bán chứ. Chị đây, sao? Bộ đỏ caro nè. Y chang bộ em đang mang mà nó mèo đỏ. Mấy chị thích chốt bộ đỏ thì chốt nha. Bộ đỏ nè. Bộ đỏ, sao con yêu? Bộ xanh em hết, em còn bộ đỏ nè. Mấy chị yêu ơi, em còn bộ đỏ nha. Bộ đỏ 39. À, bộ xanh 39 là bộ kia chứ không phải bộ lụa đúng không? À, lụa xanh, mấy chị chốt lụa xanh. Bộ lụa đỏ 39, chốt em mã lụa đỏ 39. Lụa đỏ 39. Rồi em còn bộ caro nâu. Caro nâu ở
phía sau nó có khách như thế này đẹp lắm, 39.000 luôn. Sẽ nhanh với chị 39.000 luôn. Sơ mi nha, mặc bao dễ thương luôn. Sẽ nhanh với chị 39.000. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Đây, 39.000 chốt em mã caro 39. Em phải mặc mẫu đó nè mấy chị. Con em mới lo nho lúc nhất mà. Rồi còn quần sọt caro 29.000 luôn, 25.000 luôn. Quần lại tầm 52 cái đó lại là mang được nha. 25.000 chốt em mã caro 25. Còn mấy cái lĩnh size chảy ra cho hết luôn. Caro 25. Cái gì vậy con gái cưng của chị ơi? Caro 25. Rồi caro đỏ 25, chốt em mã caro đỏ 25. Caro đỏ 25. Caro đỏ 25. Bao đẹp cho mấy chị, 52 cái đó lại thôi nha. Không ai dài làm sao bị bán đồ được. Đi ra đi. Ướt tao phải chồng vơ. Có like được thằng nào like luôn đi. Con like được con nào con like đi em. Lụa hồng 39 cho có chị Trương Thị Thu. Lụa hồng 39 cho chị Trương Thị Thu. Rồi con nằm đen này ba đẹp luôn. Nằm đen này ba đẹp cho mấy chị luôn. Gọi là cực đẹp. Rất là dễ thương luôn. Rồi nằm đen này phun 55kg lại là mang được nha. 55-57kg. Lụa hồng chốt có chị Thu. 55-57kg. Đầm đen. Đầm đen 45.000 chắc rồi nè mấy chị ơi. Chắc là nói mấy chị bao hiền luôn. Rồi đầm đen, chốt cho em mã đầm đen 45.000, chốt cho em mã đầm đen 45. Chi tí á con gái. Đầm đen 45. Trời ơi cái đầm trắng này bao đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Quần caro nữ hả chị? Dạ đúng rồi chị kệ tôi ơi, quần caro nữ nha chị. Cái nó làm gì chung nó phá. Rất là trời. Đầm trắng bao đẹp cho mấy chị luôn, 55.000. Đầm trắng đẹp quá mấy chị yêu dấu không? 55.000. Chốt em mã đầm trắng. Đầm đen 45 chốt con nhân thủy. Ngồi xuống gì mà lại không. Đầm đen 45. Sao giờ con muốn con gì? Con nào đi ra với bố đi mẹ. Tầm trắng bao dễ thương luôn, 55.000. Hả? Cá bị bự chút mày ngầu chút kia. Cá bị bự chút đi ra với bố đi. Ra bố cho gì kia à? Caro đỏ 20. Hai lên chứ chị Biên, caro hai lên chứ. Nó còn đó đi nước nè. Con tôi nó là gì ghê luôn trời ơi. Rồi bò lụa hồng này mấy chị ơi, lụa hồng đã lắm. Chắc em nói mấy chị bao phê luôn, 65.000. Cái đó mấy chị không có ở đâu mà có được cái bộ này giá 65.000 đó mấy chị ơi. Chắc em nói mấy chị là bao phê luôn à. Caro đỏ 25 chị Biên nhé, chắc cốt rồi chốt lại nha. Chắc lụa nha, lụa Hàng Châu nha mấy chị. Phôm này 60kg đổ lại mang được nha. 60kg đổ lại mang được. Rồi chốt cho em bộ lụa hồng 65. Lụa hồng 65. 7 lô bưng cho mẹ đi. Không bật, bật mấy đi quà. Tà nó có lạnh, có lọc đâu mà bật mấy đi quà. Đi ra đứng trước mặt mấy cô kìa. Cái do này. Hai cái caro hai liền cho chị 25. Ok. Kệ tôi.
mèo cho chị kệ tôi. Lụa mà 65 ngàn là quá rỉ mấy chị yêu dấu. Lụa 65 ngàn của mình nhẹn thương có luôn á, thiệt luôn. Rồi em còn mấy bộ này em xả cho mấy chị 59 ngàn luôn, chắc là lụa luôn nha. Bộ lụa. Lụa đỏ. Quần lỡ nha. Lụa đỏ. Chốt cho em bộ lụa đỏ 65 ngàn, 59 ngàn, ba đẹp ba dễ thương luôn. Đó, nó có các bạn nhúng ra nè. Nói chung là mặc lên phong cực kỳ dễ thương. Chốt em bộ lụa đỏ. Mai nha mấy chị yêu ơi. À mốt mốt thôi, mốt thôi chắc em. Ủa ở đâu em đi, em bỏ được phía á. Ăn nữa không? Không ăn nữa, cầm ra kia bỏ đi. Chà nó. Lụa vàng, lụa đỏ, lụa vàng. Lụa đỏ rồi lụa vàng nha mấy chị yêu. 59 ngàn. Quá ư là đẹp. Lụa đỏ, lụa vàng 59 ngàn. Em làm màu màu. Có lụa hồng nữa. Lụa đỏ, lụa vàng, lụa hồng và lụa dây 59 ngàn. Quá ư là đẹp. Lụa hồng. Rồi bộ gấu. Bộ gấu 59 ngàn. Dễ thương cực kỳ. Bộ gấu. Gấu 59. Chốt cho em bộ gấu 59. Mấy chị đâu? Chấm bài tương tác lên mấy chị yêu của em quân. Bộ gấu 59. Gấu 59. Hả? Không, con chẹp lên cái chân. Dễ thương chưa? Cái bộ này mặc bao dễ thương luôn các chị ơi. Bộ cam. Chốt cho em bộ cam. Dễ thương cực kỳ luôn. Bộ cam xíu đen. Xí nó đâu ấy. Xí á, đi ra đây, lình quá. Bộ cam xéo lên ngàn. Chốt em bộ cam. Bộ cam xéo lên. Bộ dễ thương quá chừng. Thương chưa? Đó, bộ đỏ. Dễ thương cực kỳ luôn mấy chị yêu ơi. Bộ đỏ. Chốt cho em bộ đỏ. Bộ đỏ xéo lên. Bộ đỏ xéo lên ngàn. Đi ra đi con gái. Bộ đỏ xéo lên. Chào chị đẹp, chào Lê Tuyết, chào Lũ Thì Diêm, chào Lê Thần, chào con Như Thủy. Rồi đỏ chữ. Đỏ chữ 65 ngàn. Chốt em mã đỏ chữ. Đỏ chữ 65 ngàn. Chốt em mã đỏ chữ. Đỏ chữ xeo lên. Đỏ chữ xeo lên. Đỏ chữ 2 xéo lên ngàn. Chắc là lụa nha mấy chị yêu ơi. Đỏ chữ 2 xéo lên ngàn. Chắc là lụa. Đỏ chữ 2 xeo lên. Rồi một con đầm dây đỏ bao dễ thương luôn. Phong 55-57kg đó lại là mang được, có mức ngọc luôn nha. Rồi đầm là đầm đỏ 45 ngàn, có mức ngọc luôn, mặc bao cực kỳ đẹp luôn. Bộ đồ sẽ, bộ đồ xéo lên là bộ nào chị yêu ơi? Bộ đồ xéo lên là chị lấy bộ nào? Rồi đầm đỏ,
chốt cái mẹ đầm đỏ bốn liền. Đầm đỏ bốn liền. Khi mà chậu giữ đi chà cắt. Ào chết. Ra đầm xanh lụa 45.000 khôn chữ A chợ đẹp lắm. 65kg đó lại là mang được nha mấy chị yêu. Đầm này mặc lên ba sang luôn mấy chị yêu dấu ô. 45.000 chốt em mã đầm xanh 45. Ở những dây Yến. Yến. Ai biểu? Đi ra với bố đây. Đi ra với bố đây. Bộ đồ đỏ Doraemon nha chị. Ok kệ tôi. Bộ đồ đỏ Doraemon. Đỏ Doraemon cho kệ tôi. Rồi cái set này bao dễ thương nhưng mà phong nó nhỏ nha. Phong này tầm 52kg nó lại 50-52kg nó lại. Bao dễ thương mua 55.000. Còn một set này 55.000. Set ba đẹp 55.000. Lúc em đã set 55. Chị ra bố cho Hân nha. Hân khô, bé này giỏi quá. Không nhớ nữa Nghiêng Lê ơi. Không nhớ nữa chưa. Để coi lại hậu tôi đẹp tên bà không. Rồi cái hầu trẻ vai. Ôi cái hầu trẻ vai dễ thương cực kỳ. Mấy chị yêu ơi cái tay của nó nè. Mặc lên cực kỳ dễ thương luôn nha. Rồi ai thích trẻ vai chốt em mã trẻ vai 35.000. Trẻ vai 35. Chốt cho em mã trẻ vai 35. Để vai 35.000. Rồi quần đuổi. Trời ơi quần đuổi bao đẹp luôn mấy chị ơi. Quần đuổi ống suông 49.000 nha. Form này 55kg đó lại là mang được. Đuổi ống suông 55-57kg đó lại. Đuổi ống suông. Đuổi ống suông 49. Chốt cho em mẹ đuổi ống suông 49. Đuổi ống suông 49.000. Rồi áo hồng kiểu bay dễ thương luôn 30.000. Chốt em mã hồng kiểu. Hồng kiểu 30. Chốt em mã hồng kiểu 30. Bao đẹp. Hồng kiểu 30. Rồi đen chữ 39.000. Chốt em mã đen chữ 39.000. Chốt em mã đen chữ 39. Đen chữ 39. Rồi đỏ trơn 20. Đỏ trơn 20. Chốt em mã đỏ trơn 20.000. Chốt em mã đỏ trơn 20. Đỏ trơn 20. Cái này cái vàng trẻ vai. Vàng trẻ vai như thế này nha. Đó ai mặc được vàng trẻ vai chốt em mã vàng trẻ vai 20. Vàng trẻ vai 20. Rồi chốt em mã hồng 25. Chốt em mã hồng 25. Hồng 25 chốt em mã hồng 25. Hồng 25. Áo này bao đẹp luôn. Dài tay 45, chốt em mã dài tay 45. Dài tay 45. Dài tay 45. Rồi vàng kiểu 30. Chốt em mã vàng kiểu 30. Vàng kiểu 30, chốt em mã vàng kiểu 30. Vàng kiểu 30, chốt em mã vàng kiểu 30. Đỏ phối đen
ba đẹp chưa? Đỏ phối đen 20.000. Chốt em mã đỏ phối đen 20. Đỏ phối đen 20. Đỏ dài tay 39. Chốt em mã đỏ dài tay 39. Đỏ dài tay 39. Đỏ dài tay 39. Đỏ 39 nha. Chốt em mã đỏ hoa 39 nha. Đỏ hoa 39. Đen kiểu 30. Chốt em mã đen kiểu 30. Đen kiểu mặt bao đẹp luôn mấy chị yêu dấu ơi. Đen kiểu 30. Đen kiểu 30. Đỏ phối đen chốt em là chốt giá lên chưa? Đỏ phối đen mấy chị không chốt giá, em muốn biết bao nhiêu giá mấy chị ơi, chốt giá lên nha. Đỏ phối đen để em nói nhiêu tiền này chạy mấy chị ơi, nói xem rồi em không có nhớ, em có thiệt luôn, hàng xã em bán tầm bậy tầm bạ em không nhớ giá. Đỏ phối đen bao nhiêu tiền vậy mấy chị? Giờ em không nhớ. Chốt kèm giá thôi cho chị, cho em chút nha chị Lan, Lan thì hồi Hương ơi. Đỏ phối đen bao nhiêu tiền kèm lên giùm em nha. Dài tay 4 lên bao nhiêu ký phun? Áo thun là free size mấy chị yêu ơi. Còn bác sơ mi nào không chạy lén cái còn. Còn sơ mi nha. Như nhân em dâu tay đỏ ơi, đem 30 chốt cho Thanh Thu. Đem 30 chốt cho Thanh Thu. Ok Thanh Thu nè. Chốt đủ đơn giùm em nha. Đem kiểu 30 chốt cho chị bé nhỏ. Đem kiểu hết. Thanh Thu bé nhỏ. Đỏ phối đen 20 chốt em La Thị Hoài Phương. Chốt em giá ạ, em bán phùng phùng điên đâu nhớ giá. Bán hàng xã không nhớ giá nổi mấy chị ơi. Bán hàng xã là bán đổ bán tháo chả nhớ giá nổi đâu. Đầm đen 20. Chốt em mã đầm đen 20. Đầm đen 20. Đầm đen 20. Đầm đen 20. Rồi đen đen tay dài, đen tay dài 45 nha. Đen tay dài 45.000, chốt em mã đen dài tay 45. Đen dài tay 45. Rồi áo khoác nhẹ 30. Chốt cho em mã khoác nhẹ 30.000. Khoác nhẹ 30. Khoác nhẹ mặc đẹp lắm nha. Khóc nhẹ 30. Chốt cho em mã khóc nhẹ 30.000. Khóc nhẹ 30. Ok em lấy Nguyễn. Em dài tay cho em đến Nguyễn, rồi đem dài tay cho đến Nguyễn. Đem dài tay cho đến Nguyễn. Khóc nhẹ 30 chốt em Nhung Nhung. Khóc nhẹ 30 chốt em Nhung Nhung. Ngày xưa bên dòng sông điều hứa thương đuổi mừng ca, chốt em mẹ đuổi mừng ca. Còn đuổi mừng ca nam nữ gì đều mang được á, nam mày mấy đứa nhỏ nhỏ mới lớn á, còn à, thì em nữ em mình. Để giờ không không để ý luôn. Rồi chốt em mã đuổi 10k. Đuổi 10k. Để giờ thấy hàng chưa không biết. Đuổi 10k kệ, nó mặc bikini nó tên biển máy. Đúng mấy chị. Nó mặc bikini tên biển máy. Cảm ơn em Hoài Hương nha. Cảm ơn chị Hoài Hương.
mũi dài tay. Áo mặc bikini đó tới biển em mặc. Rồi ra chiếu. Màu đen. Rồi cái này chị chốt cho em áo set này 55.000 bao đẹp rồi mấy chị cưng. Mấy chị cưng ơi. Form 52 cái đó lại là mang được. Cái set này bao dễ thương luôn nha. Đó, rất chi là dễ thương. Mũi mờ ca chốt cho chị bé nhỏ. Mũi mờ ca chốt cho bé nhỏ. Mũi ca chốt cho bé nhỏ. Rồi set này 55.000. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Set 55. Ơi ơi. Đón chiều dài dâu nắng buồn. Rồi em còn một ri cái áo không rộng này. Em còn một ri áo không rộng này xả nhanh cho mấy chị 35.000 luôn. Hàng áo thun phông rộng bao đẹp nha. Đi sau có chữ luôn nè. 35.000. Đi nhanh giá 35.000. Đi nhanh giá 35.000, nam nữ đều mang được. Chốt em mã đen 35. Đen 35.000, chốt em mã đen 35. Đen 35. Đen 35. Rồi sẽ nhanh cho mấy chị Miama 69.000. Miama 69.000, form 60kg đổ lại mang được nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng Miami lụa mà giá 69.000. Em nói nó tệ mẹt luôn á mấy chị ơi, rỉ mẹt luôn á. Rồi chốt em mã Miami hoa hồng. Hoa cúc chứ. Hoa cúc. Sọc đỏ 69, chốt em mã sọc đỏ 69.000. Sọc đỏ 69. Rồi chị để dầu cho em rồi nha. Và tay đen chị để cho em rồi. Rồi sọc đỏ nè. Sọc đỏ 69.000. Máy này mặc lên bao sang luôn. Sọc đỏ 69. Chốt cho em mã sọc đỏ 69. Có sọc xanh nữa. Sọc đỏ 69. Sọc xanh 69. Đẹp chưa? Sọc đỏ 69. Sọc xanh 69. Sọc đỏ 69, sọc xanh 69. Sắc nách. Sắc nách bao đẹp luôn. 59.000. Chắc là lụa luôn nha. Bộ sắc nách 59.000. Chốt em bộ sắc nách. Còn sơ mi này đẹp quá mấy chị ơi, 39.000. Để em tìm bị mặc thử đầu lai luôn mà. Đã không thấy thì giờ lại thấy nè. Giờ làm biến mặt quá. 39.000 sơ mi này bao đẹp luôn mấy chị ơi. Sơ mi trắng 39.000. Đẹp chưa? Sơ mi trắng 39. Chốt cho em ạ, sơ mi trắng 39. Sơ mi trắng 39.000. Chốt em ạ, sơ mi trắng 39. Ngủ ơi. Đi đây.
mi trắng 39. Dung Nguyễn lên số hỏi nha em. Đập đỏ dai chưa ai chốt nghe Lê Phường ơi. Đỏ phối đen. Đỏ phối đen là cái nào đâu chị yêu? Sâu vỏ ơi. Đỏ phối đen là cái nào ta? Dung Nguyễn xem mi trắng 39 lên số hỏi nha em. Trang em còn nhiêu ký vậy? Còn ngang thương không? À mát xanh dạ chưa xuống được đâu đúng không? Bình thường em xuống lại nhiêu ký nhá. Áo đó là chị Thương mang được. Đỏ, phối đen là cái mẻ nào ta? Còn một đầm len suông 30.000. Chắc lên nha mấy chị. Đầm len suông 30.000. Mùa này mặc ngủ mấy chị ơi. Đầm len suông 30. Chốt em mã đầm len suông 30 free size. Đầm len suông 30 free size. Trắng xẹp bông len. Đậu vừa cả rồi chứ. Trắng xẹp bông len. Chốt cho em mã trắng xẹp bông len. Năm 55kg nha em Dung Nguyễn ơi. 55-56kg chắc vừa, em cao không? Có khóc cái bé chưa like mà mấy chị ơi. Khóc cái bé chưa like mà. Bao nhiêu ký rồi em? À tính là 55kg nha. Rồi áp thêm bây giờ cũng phôn 55kg đó lại này. 55kg phải cao cho mập là không được nha. Tùy theo cái chiều cao cân nặng của mình nữa nha mấy chị. Hôm nay là em thương mạch dừa, dừa y luôn. Đó, gạch. Chốt em đã gạch 35.000. To đẹp cho mấy chị luôn. Gạch 35. Đánh khối đen 39. Nãy ai chốt cái đuổi 10k ta. Còn cái đuổi 10k. Trước cái sơ mi đó. Đen phôi đỏ là cái nào ta? Nước cái sơ mi. Em đẹp cái mã là cái gì chị? Em đẹp cái mã là cái gì? Rồi quần đuổi 10k còn quần này để ai chốt không ta? Quần đuổi 10k còn quần này để ai chốt á? Quần đuổi 10k còn một quần này để ai chốt? Bốn mươi chín ký mặc đi đẹp chứ sao vừa trời mà chị cũng chưa chốt cho em chứ mà 49kg mặc đi đẹp chứ chị nói 55kg đổ lại mà thì tầm 49-52kg vậy đó mặc nó mới đẹp trời ơi 49-49kg em hốt cá nào cũng vừa không cá nào mà em mặc không đẹp á 49kg và cá nào đồ nhà chị em mặc cũng đẹp rẻ lại chị luôn á tầm 55kg đổ lại thì phôn từ bốn mấy ký đổ lên nó mang đi đẹp mấy chị yêu ơi em nói trở lại chứ đâu phải trở lên đâu mà không vừa tầm đỏ chưa ai chốt thì để em nha. Ok em Lê Phường nha. Tầm đỏ chưa ai chốt em yêu. Tầm đỏ chốt em Lê Phường. Tầm đỏ để chỗ nào he. Tầm đỏ để chút có xếp ra loại tầm đỏ để cho Lê Phường. Lấy cho chị nha. Chị Dung này ta. Còn đuổi 10k chốt cho Mỹ Mỹ. Còn đuổi 10k chốt cho Mỹ Mỹ. Đuổi 10k chốt cho Mỹ Mỹ. Một tháng này em còn xem mờ này. Còn 3 cái xếp mờ xả 25.000 luôn. Còn 3 cái xếp mờ xả 25.000 luôn. Xếp mờ tầm 52kg đối lại nha. Xếp mờ tầm 52kg đối lại chắc 3 đẻ. Khó sườn nha mấy chị. Khó sườn. Khó sườn bên hông. Rồi chốt em mã trắng 25.000. Trắng 25.000.
cho em mẹ tí hai nha. Rồi cái này là lên lưới mặt nhẹ giá bờ ra nha. 30.000. Chốt em mã lên 30. Lên 30, chốt em mã lên 30. Lên 30. Lên 30. Rồi một cái áo sơ mi. Cái này là mấy chị có thể thích nịt hoặc là khác theo cái kiểu cà vạt nha. Bao đẹp cho mấy chị luôn. 55kg đổ lại là mang được. Chốt em mã sơ mi trắng. 55kg đổ lại là mang được. Chốt em sơ mi trắng. Trắng 25 chốt của chị La Thị Hoài Phương. Trắng 25 chốt của chị La Thị Hoài Phương. Trắng 25 chốt cho em Mỹ Mỹ. Trắng 25 chốt cho em Mỹ Mỹ. Đổ cái duyên ơi em lên số điện thoại đi em yêu. Chốt hàng kèm sách lạ kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Khách hàng kèm số điện thoại chị chốt đơn nha em gái. Kèm số điện thoại. Hello, hello em cà rốt. Rồi áp trắng 19k, trắng đuổi mặt bao mát luôn mấy chị ơi. Trắng 19k, chốt cho em mã trắng 19k. Trắng 19k. Sơ mi trắng là 35.000. Trắng 19k. Rồi áo cam 30 bao đẹp luôn. Áo len nha mấy chị ơi, hàng len resize. Cam 30. Chốt em mã cam 30. Không chị ơi. Có áo số lớn không chị? Áo áo số lớn là mã gì em? Mã gì số lớn? Mã gì? Tím. Chốt em mã tím 30. Ờ, cái len này ba đẹp luôn, nó dập cũng đẹp mà cái len nó cũng đẹp mấy chị ơi. Mặt lên phôm rất là đẹp nha. Hàng len nha, bao đẹp luôn. Trắng 25 chốt cho Trang Hồ. Trắng 25. Trắng 25 là quần trắng lắm không em? Trắng 25 chốt cho Trang Hồ. Rồi hết quần trắng. Trắng 19k chốt cho Hồ Liên. Trắng 19k chốt cho Hồ Liên. Con gái nhạn quen à vậy hả? Ok. Áo tím. Chốt em mẹ áo tím. Chốt em mẹ áo tím. Ok chị Hồ Liên. Áo sơ mi đó chị Thi Phạm. Em chốt áo sơ mi nào em? Áo sơ mi không có số lớn, em yêu có một size à. Một size. Rồi cái này đẹp chưa? 35.000. Áo đen phôm rộng 35.000. Chốt cho em mã đen phôm rộng 35. Đen phôm rộng 35. Chốt em mã đen phôm rộng 35. Trắng kiểu 30. Chốt cho em mã trắng kiểu 30. Trắng kiểu 30. Chốt cho em mã trắng kiểu 30. Trắng kiểu 30. Trắng kiểu 30. Chốt cho em mã trắng kiểu 30. Cổ tim 45.000 nha mấy chị. Áo cổ tim chắc cực kỳ đẹp luôn. Chốt em mã cổ tim 45.000. Áo cổ tim 45.000 chắc bao đẹp. Cổ tim 45. Cổ tim 45.
hồng 45. Semi hồng 45, form 55 cái đó lại là mang được nha. Semi hồng bao đẹp luôn. Semi hồng chốt em mã semi hồng. Nhà mà để chiếu cái semi. Đeo 35 chốt chị nghe vỏ. Đeo 35 chốt chị nghe vỏ. Semi hồng 45. Rồi trong váy 30, tầm 52 cái đó lại thôi nha. Quần giả váy. Quần giả váy 30.000. Quần giả váy 30.000. Form tầm 52 cái đó lại. 52 cái đó lại. Rồi sơ mi trắng 45. Chốt cái em mã sơ mi trắng. Sơ mi trắng 45.000, form 55 cái đó lại. Chốt cái em mã sơ mi trắng, sơ mi trắng 45. Con nằm trắng này bao đẹp luôn. Form 60kg đổ lại mang được. Nằm trắng này mặc lên bao đẹp luôn mấy chị. Phía sau nó có gài nút nha. Nằm trắng này bao đẹp luôn. Ờ, đầm trắng ghen dài luôn á chị ơi. Đó. Nó hơi bị lắm một xíu xíu à. Quần giả váy cho chị Hoài Hương. Sao mới trắng cho Thái Nguyễn Ngọc Ngân. Đó, con đầm trắng này bao đẹp luôn chị. Mấy chị đó chỉ bị lắm một xíu xíu ở dưới ấy. Em xả cho mấy chị 55 ngàn nha. Lắm cực kỳ ít luôn. Giờ em nhìn hết hay lắm luôn à. Hay lắm thì luôn. Xin xin chỗ trắng nè. Rồi 55 ngàn chốt em mã đầm trắng. Phone này 60kg mấy ông vô tư luôn. Đầm trắng 55. Đầm trắng 55. Còn giả quấy chốt có chị La Thị Hoài Hương nè. Sơ mi trắng chốt cho Thái Nguyễn Ngọc Ngân. Sơ mi trắng chốt cho Thái Nguyễn Ngọc Ngân. Đầm trắng. Sơ mi trắng còn giả quấy. Em còn sơ mi hồng hả mấy chị. Mẹ hồng bên ngoài đẹp lắm nha. Còn giả váy cái chị Hoài Phương. Sơ mi trắng chốt cho Thái Nguyễn Ngọc Ngân. Riêng nha chị Sa Nguyễn Thị ơi, còn nha chị yêu. Đó. 45 ngàn một bộ. Em còn size 12 cái đó lên, 18 cái đó lại. Em còn mè hồng, mè xanh riêu. À, mè hồng, mè xanh riêu và mè đỏ đô. Bộ bé còn mè hồng, xanh riêu và đỏ đô 45 ngàn. Hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay
Rồi áo len hoa. Áo len hoa ai có mẹ mua cho mẹ nè mấy chị ơi. Áo len 20, chốt em mã len 20. Len 20, len này nhưng mà mặc lên phone rất là đẹp nha mấy chị ơi. Len 20. Đầm vàng suông 35.000. Chốt em mã đầm suông 35, phone 60kg, mail vô tư. Đầm vàng 35. Ai đi Hồ Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Tiền Giang, đi về xa đẹp hay là đi. Rồi quần 30.000 phôm 55 cái nó lại mang được nha. Chốt em mã quần 30. Còn khóc riêng nhau em nhập quần còn nha em. Còn khóc riêng. Sơ mi hồng. Sơ mi hồng 40. Kiểu gạch 45 cho em Mỹ Mỹ. Kiểu gạch 45 chốt cho Mỹ Mỹ. Kiểu gạch 45 chốt cho Mỹ Mỹ. Đi về mình thay hay đen kiểu. Đen kiểu. Đen kiểu là cái nào ta? Đen kiểu 20 chẳng nó chốt giá nó giùm em với chị yêu. Bộ em đang mặc còn không bộ bao nhiêu? Em xả có 39.000 này chị yêu ơi, nó còn mềm hồng thôi. Bộ em đang mặc em xả có 39.000 này chị Thịnh Kim Loan. Còn một còn hai bộ mèo đây. Tao rồng. Đắt không đắt rồng. Hai bộ để em bỏ mèo nhà chỗ nào đâu rồi. Giờ nó làm một đống đây em like để em đặt đây. Còn hai bộ mèo này chị yêu ơi, em xả có 39.000 chắc là lụa luôn nha. Hôm nay là 60kg mang được. Còn bộ mèo đây. Chốt em bộ hồng 39, bộ như em đang mặc á, cho em coi nha. Ok em. Rồi sơ mi hồng. Chào cô. Chốt em bộ hơn. Sơ mi hồng 40. Em cầm kem đi con. Chốt em sơ mi hồng 40. Sơ mi hồng 40. Con body xanh này ai nhỏ nhỏ con thôi nha mấy chị ơi. Con body xanh này ai nhỏ nhỏ con thôi. Chắc tầm cỡ ba mấy 40kg quá. Ba mấy 40kg thôi nha mấy chị ơi. 20.000. Ba mấy 40kg không 20.000 luôn. Là đầm vàng này. Qua tí á con. Tí cây trăm mét á. Hồng 39 chứ có gì Thịnh Kim Loan. Mai được nghỉ ngơi rồi. Mai chủ nhật còn được nghỉ ngơi. Hồng 39 là chỉ còn một bộ hay sao? Không, hồng 39 hết rồi. Hồng 39 hết rồi, phải có người chốt kia rồi. Vàng hồng 39 hết rồi, em Gia Bảo ơi. Vàng 30, con body vàng 30, ba dễ thương luôn. 50, 52 cái đó lại nha. Body vàng. Body vàng 30. Body vàng 30. Body vàng 30. Thấy chơi. Còn có chị nữa. Chót cái vô bụng á. Rồi kaki cắt hàng nha mấy chị ơi. Kaki cắt hàng xịn lắm. 89.000 một cái áo khoác này nó mấy chị bao viền luôn. Chắc nó là chắc kaki cát nha mấy chị yêu. Kaki cát nha. Kaki cát chứ không phải là chắc thường đâu nha. Hót lên phun cực kỳ đẹp luôn. Chốt em mặc tím 89 có túi trong luôn. Hàng này có túi trong ba xịn sò. Đây, có túi trong luôn. Mà sao bữa nào bán đắt á. Mai em. Mẹ em bận hết đó chị. Mẹ em bận chết á. Sao em bán đắt em không nhức đầu mà em bán ế em nhức đầu nghe em chị. Ngầu lạ nhức đầu á. Em đứng lên nhẹ là em có nhức đầu. Ngầu la nhức đầu á. Tím 89.000 nha mấy chị yêu. Tím 89.000. Chốt cái em ạ. Tím 89.000. Tím 89.000. Tím 89 chắc là các hàng đẹp lắm. Đó hàng rất là đẹp. Bộ dài tay nè. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Đó 89.000 một bộ. Phôm này 60kg mang được nha, 55-60. Rồi chốt em bộ cam. Bà cà rốt dạ mà cũng còn vô coi chứ.
Đừng ngủ rồi chứ. Bột cam. Khóc riêng em còn nhiều lắm. Khóc riêng em còn khoảng mười mấy cái khóc riêng á. 129.000 một áo. Chắc là nói mấy chị bao phê. Phôm là khóc lên bao đẹp luôn. Khóc riêng nè. Mã là đẹp ghê gớm là sao? Bữa không ai chốt cái mã này vậy ta. Mã đẹp thiệt á. Mã khóc riêng này bao đẹp luôn nha. Đẹp chưa? Ở chốt em mã khóc riêng chữ 129.000 một áo nha. Rất là đẹp. Hello nhà Mai Ngọc Tầm nha. Đó, bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi khóc riêng là 129.000. Để em hai kêu mẫu lên luôn. 129. Còn khoảng mười mấy cái thôi. Khóc riêng chữ. Rồi cái này riêng chuột ba đẹp chưa nè. Khóc riêng chuột ba đẹp chưa. Nói chung là lên form rất là đẹp luôn. Form này là form cực kỳ trĩ trung năng động. Hai cái túi của nó nè. Rất là đẹp hai mã này luôn. Rồi chốt em mã khóc riêng chuột nha. Mấy chị yêu 129.000 nha. 129.000 một áo. Quá đẹp. Chốt em mã khóc riêng chuột. Khóc riêng chuột. Mã này chốt em mã bụi đây. Mã bụi. Mã này chốt em mã bụi. Mã này chốt em mã bụi. Đẹp chưa? Mã bụi. Chốt em mã bụi. Khóc riêng 129. Em lấy cái nào em Lâm Lê ơi? Hộp đơn của con với Mỹ dự bữa nào con thí lấy. Ok. Lâm Lê lấy mã nào vậy em yêu? Rồi đây là khóc bụi. Chốt cho em mã là mã bụi nha. Mã bụi 129. Đây nhìn nó hơi bụi bụi nè. Bụi 129. Lâm Lê em lấy mã nào vậy? Lâm Lê ơi em lấy cái mã khóc linh nào em? Mã bụi. Này khóc form cái laptop. Chốt em mã cái laptop. Mã cái laptop. Đẹp chưa? Mã cái laptop nha. Chốt em mã cái laptop 129.000. Chốt em mã cái laptop. Rồi chốt em mã chuột. Chốt em mã chuột. Chốt em mã này mã chuột. Mã khóc chuột. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. Khóc lên form đẹp lắm. Khóc chuột. Khóc chuột. Khóc này khóc chữ. Chốt cho em mã này là mã khóc chữ. Mã khóc chữ. Mã ăn bụi thì ai biết không. Mã khóc chữ. Chốt cho em mã là mã khóc chữ. Mã khóc chữ. Đây là mã bụi nè. Mã bụi đẹp. Cho chị xem lại. Khóc tim. Khóc tím hả chị? À chị khóc tím khóc chất cắt hàng. Rất là đẹp luôn. Áo này cổ đeo dữ nha. 89.000. Đây nha chị. Khóc tím khóc lên ba đẹp. Có túi trong rồi luôn nha. Chắc là kaki két á. Kaki két. Riêng khóc mình mới thấy được cái form cái dáng nó đẹp. Bây giờ mà táo này em mệt quá. Táo này bà chủ không có hứng làm cho mấy chị cũng không có hứng theo đúng không? Riêng này quá đẹp luôn. Hai cái tụi của nó nè. Hai cái tụi xe làm hai tụi ngược. Rất là đẹp luôn. Mặt trước này. Đó con. Túi bẹp đã luôn. Chốt em mã túi to đi. Túi to. Chốt em mã này là mã túi to. Mã túi to. Im tưởng hết rồi. Mà chị đang like nên không hỏi. Còn được mười mấy cái á. Khóc túi. À hôm bữa khóc ngủ đây à. Bữa khóc ngủ đây nhiều người chốt lắm nè. Khóc ngủ đây bữa nhiều người chốt chốt được. Mà bé tới cái khóc da đẹp quá. Nó đẩu khóc da. Ờ đó một size vậy thôi em ơi. Size này 35kg mang cũng được mà. Nó dạng khóc phông rộng mà. Đâu phải là khóc ấy đâu. Nó đâu phải là dạng khóc ấy. Khóc này bao đẹp luôn. Còn khóc mũ. Cái phông của nó là khóc kiểu phông rộng mà em.
foam cropping bây giờ là foam này là đang rất là hot luôn á. Mấy cái foam cropping là đang rất là hot. Mãi này mã mũ nè, mã khóc này bao đẹp luôn. Mãi này mã mũ, có cái mũ ở bằng xe rất là đẹp luôn. Đó. Có mũ xe rất là đẹp. Cropping bụi nha chị, ok em Lâm Lê. Cropping bụi chốt em Lâm Lê. Em làm đẹp. Hôm bữa em bán mũ nhiều người chốt lắm nè. Con bé kia nó chốt xem ông Tám thấy ao da đẹp quá. Lẩu ao da. Hoa đẹp. Chốt em mã này mã mũ. Mã này mã mũ. Mã mũ. Chứ mà phun phát viên khó rất là đẹp. Chuột Mickey, chốt em mã chuột, chốt em mã chuột Mickey, ôi nhức đầu chứ. Mã này chốt em mã chữ, mã này chốt em mã chữ. Để phát riêng bữa nào em sung sức rồi em mặc, mặc mẫu mà. Đầu qua thăm đi ngủ mấy chị ơi, đi ngủ hả? Bữa nào rảnh rảnh em lên em xả đồng giá cho mấy chị chốt nó xuống. Em tưởng là bên đây nó chữa lên tám hai người nó không chữa sao là em nghĩ em không like đâu. Do không có có hàng like lên hoài mấy cái này em cũng ngán. Mấy chị ăn hoài mấy cái này mấy chị cũng ớn. Xem hoài mấy cái này cũng ớn. Em xuống like nha. Để xem like. Mai chủ nhật em nghỉ ngơi một bữa cốt chiếc like đồ bé quá. Khóc bé, khóc khóc nam nữa. Mai nếu mà em rảnh thì em sẽ thông báo em like nha mấy chị. Nếu mà like là em sẽ thông báo á. Like là em sẽ thông báo em like. Còn nếu không là bình thường chủ nhật em nghỉ. Bây giờ em đi nghỉ đây. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Còn quần riêng không em? Dạ còn, chị Trịnh Kim Loan rồi em còn. Size bao nhiêu ký chị? Chị thích quần riêng size bao nhiêu ký? Chị thích quần riêng size bao nhiêu ký chị? Áo kiểu còn ít hay anh Lê ơi. Chị để đơn không xem được. Ok chị Thái Nguyễn Ngọc Ngân nha. Ok chị, ok em nha. Bye bye mấy chị yêu.